Mày có mẹ con em giúp. Giúp cái gì? Bé Ngọc chưa nói với em sao? Dạ, cháu cho bác. Mời bác ngồi. Mời cô uống nước. À, xin lỗi. Ba cô đâu? Dạ, ba cháu về Mỹ rồi. Có chuyện gì không bác? Về Mỹ? Thiệt không? Dạ, thật. Được rồi, vậy thì nhờ cô chuyển lời giúp. Cha con của cô thích giành giật hạnh phúc của người khác lắm phải không? Hai người hãy kiểm điểm lại đi, trước khi bị quả báo đó. Bác, nhớ nhắn lại đầy đủ tới ổng, nghe chưa? Anh về ngay đi, trước khi mà tôi còn kềm chế được đó. Khốn kiếp, vì để cứu con anh, bà định bắt con tôi phải hiến tủy hả? Mẹ đừng la, ba tụi con muốn cứu anh. Ngọc à, đây không phải là ba của con, ông chỉ muốn lợi dụng con thôi. Đừng có nói vậy em. Ông im đi. Mẹ, mẹ thấy anh như vậy mà mẹ không thương sao? Ngọc à, mẹ cấm con. Dù mẹ có đuổi con ra khỏi nhà, con cũng phải cứu anh. Ngọc! 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 Ông vừa làm ông chưa? Vì đó đến giờ nó chưa bao giờ nói với tôi như vậy hết á. Mày muốn đưa tao đi đâu nữa? Mình đi về nhà. Về nhà tao hả? Dạ không, nhà anh Tân. Ông chưa bỏ mẹ. Tụi con là vợ chồng với nhau mà, sao dễ bỏ nhau được má? Vậy còn nhà của tao? Nhà của má thì con sẽ trả cho má, nhưng mà từ từ. Má nhớ á, là đi về nhà không có được quậy nha. Ừ. Mày cứ cho tao đủ tiền xài đi thì tao sẽ không quậy nữa. Tao mới có bà lớn á, nó đã nói với em như vậy á, tụi mày mốt nó đủ lông đủ cánh nó còn coi em ra gì nữa chứ. Em là em thương nó, em không có muốn bị ba nó gạt, em muốn bảo vệ nó thôi. Thiên tụy cái gì chứ, muốn nó chết nó thì có. Dù sao đi nữa nó cũng là con của ổng. Ổng không có đến nỗi nhẫn tâm như vậy đâu. Có đời nào ổng coi nó là con của ổng đâu. Ổng á, ổng muốn kiếm nó là tại vì á, muốn lấy tỷ của nó để giúp cho con của ổng thôi à. Em cũng biết lực chứ bộ. Ổng có chữ ký của em á, không có bác sĩ nào mà dám đụng đến con em á. Em có chịu nổi khi bé Ngọc nó giận nó không nói chuyện với em không? Chứ anh thì sợ lắm á. Vậy giờ em phải làm sao? Thôi từ từ để anh suy nghĩ tìm cách giải quyết cho. Em đừng có khóc nữa, để anh tìm cách. Thôi lo buôn bán đi. Bà còn dám tới đây nữa hả? Tôi biết tôi đến đây với cầu xin cô
Nhưng mà cô độ lượng, nếu cần thì tôi quỳ xuống đây, tôi mong cô tha thứ. Bà không cần thiết phải làm như vậy đâu. Tôi biết ý đồ của bà tới đây để làm gì. Bà khỏi có làm ra dễ tội nghiệp. Tôi trả lời cho bà nghe nè, không là không. Cô à, không có sao đâu. Tôi cam đoan với cô là không có sao mà. Bác sĩ nói là lấy tủy để mà coi có phù hợp ghép hay không. Không có sao. Không có sao sao bà không lấy tủy của bà đi. Tủy của hai vợ chồng, bên nội bên ngoại, bạn bè thân thích, được không có ai phù hợp hết. Bây giờ tôi chỉ trông mong vào bé Ngọc thôi. Tôi nói cho bà biết, nếu như mà con tôi không phước lớn mạng lớn á, thì nó đã chết trong cái đêm mưa gió kia rồi. Còn đâu nữa để bây giờ bà tới bà năn nỉ bà xin xỏ chứ. Tôi biết vì quá độc ác cho nên bây giờ mới bị quả báo, cho nên con tôi mới bị bệnh hiểm nghèo. Tôi nghĩ đúng ra người bị bệnh phải là bà thì mới đúng kìa. Nếu là tôi thì tôi không đau đớn và dằn vặt như thế này đâu. Tôi sẵn sàng chết cho con tôi được sống. Cô à, cô cũng là người mẹ, cô cũng biết mà. Cô cũng biết là con mình chết từ từ, trong khi đó mình không làm gì được. Cầu xin cô. Bà đừng nói nữa, bà về đi. Cô à, tôi cầu xin cô mà. Cô hãy cứu con tôi. Cô có thể cứu con tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Khác hại tôi cũng không cần. Tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ cướp đoạt hạnh phúc của người khác đâu. Có hiểu chưa? Cô à, tôi xin cô, tôi gian cô, tôi gian cô bằng lòng đi, cô bằng lòng với cô. Cô bằng lòng đi. Tôi không muốn giúp thì cũng không được, bởi vì bé Ngọc con tôi, nó muốn cứu anh của nó. Tôi cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô. Cầu trời phù hộ cho con. Về nhà thiệt là dễ chịu. Ở nhà có hơi người, trong khách sạn là lạnh lẽo muốn chết luôn. Từ nay con với Châu sẽ chăm sóc chu đáo cho má. Ừ, dạ. Con mời bà uống nước. Có chuyện gì cần bà cứ nói con giúp. Ê, rể ta đâu rồi? Má, ăn nói cho lịch sự một chút. Dạ, ba cháu về Mỹ có chút việc. Về Mỹ rồi hả? Dạ, tính kiếm nó để xin tiền. Bà xin tiền để làm cái gì? Má cần tiền để làm cái gì? Thì rủ con Ben đi đánh bài. Trời, có cái đâu mà nhiều dữ vậy? Trái cứu tôi với. Anh Tiến, em biết em sai, nhưng mà em yêu anh,
Em yêu anh lắm, em không muốn mất anh. Em làm như vậy là để giữ anh mà. Anh đi. Alo má à. Đúng như gì má nói, cô ấy gặp chúng ta là bà. Là bà đã hại tôi. Có chuyện gì khóc nữa? Để tôi đi, khóc là mới khóc. Nhưng cô đang lau nước mắt bằng cái nụ vẻ. Có chuyện gì nói tôi nghe đi, tôi giúp được gì tôi giúp cho. Người ta nói á, người ác á, càng ở ác thì càng sống lâu. Mà tôi không có ở ác được. Tôi nhìn thấy bọn họ tội nghiệp á, nên tôi hứa cho Ngọc nó đi hiến tủy rồi. Trời đất ơi, chuyện đó cô phải nên vui chứ cô khóc cái gì. Cô phải nên vui lên là vì mình đã có đứa con gái, có tấm lòng nhân ái. Hơn nữa cậu bé đó là anh của bé Ngọc, đúng không? Máu mủ ruột rà mà không quan tâm thì làm sao làm người được. Thì tôi cũng biết, nhưng mà đau lắm. Đau cái gì mà đau, rút có chút xíu mà đau gì. Tôi nói thiệt này nha, tôi với cô phải nên đi khám tủy đi coi có phù hợp không. Để nếu được thì giúp cho thằng bé đó luôn, hiểu không? Làm gì nhìn tôi vậy? Mặt nhiều khi nhìn thì ghét. Mà nhiều lúc nhìn thì cũng... Sao sao? Thương thương. Đã vậy. Tôi hỏi thiệt này nha, tôi vậy đó, cô phải trả lời thật lòng nha. Đó giờ tôi chưa có nói láo gì với ai đó. Tôi vậy đó, cô có thương tôi không? Mẹ em đã cho em hiến tủy cho anh. Ủa, mẹ em không giận anh hả? Mẹ em hơi dữ nhưng tốt lắm đó. Ba nói chừng nào á anh khỏi bệnh thì ba sẽ dắt anh và em đi chơi đầm sen. Chắc chắn là anh khỏi bệnh mà. Ừ. Bạn có miếng tóc thật đẹp, mai mốt mình phải đi xạ trị rồi, cho nên mình không còn miếng tóc nữa. Rồi bạn cũng sẽ mọc tóc lại thôi, đừng có buồn nha. Ừ. Đây là em của mình đó, em hướng tỷ cho mình. Mình cũng có em, nhưng mình không muốn em mình đưa đôi mắt cho mình đâu. Mắt bạn bị gì vậy? Mắt mình bị võng mạc. Bác sĩ đang giữ đôi mắt này của mình. Bạn thiệt là sướng, có em gái hiến tủy. Trong này có nhiều bạn đang chờ chết nhưng không có ai hiến tủy cả. Không biết bà phù thủy nào phù phép cho ra bệnh ung thư nữa. Cảm ơn em đã chịu gặp mặt. Thì cũng phải gặp nhau để nói lời dứt khoát cho rõ ràng. Anh xin lỗi. Những gì anh nói chuyện với em trong bệnh viện á, thật sự là anh nói cho Trang nghe đó. Vậy là sao? Em không hiểu. Anh quá hiểu tính tình của Trang. Cô ấy không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng anh không biết làm cách nào để thoát khỏi cô ấy. Cũng may là má anh góp ý kiến. Con phải làm cách nào để Trang thật sự tin tưởng là con quay trở lại. Đến lúc cô ấy không đề phòng thì mình mới có thể lật tẩy được cô ấy. Thế là đêm qua anh đã lập kế
hô quán là cháy. Trang hoàn toàn khỏe mạnh, tung cửa chạy ra ngoài. Em đang rầu đuối ruột còn nói mấy cái chuyện này nữa. Anh muốn biết chắc tánh lòng của em, anh mới có thể nói với em một chuyện. Chuyện gì nói đại đi. Anh muốn biết chắc chắn em yêu anh, vì bởi anh chính là anh. Nói với em muốn làm mệt. Được rồi, em nói. Anh Hùng đi chưa, đợi nãy giờ lâu lắm rồi đó. Chờ chút đi liền. Hảo, nói đi Hảo. Nhìn cái mặt của anh, chỗ nào tôi cũng ưa nổi. Anh Hùng. Rồi, đi liền. Anh đi nha Hảo. Thì ra là vậy. Phản ứng của Trang như thế nào anh hả? Rất là tức giận. Nhưng mà anh đã nói thẳng. Châu à, mình đã có thể công khai yêu nhau. Nhưng mà em có mang tiếng là giật bạn trai của người khác không anh? Nếu như không có em á, thì anh cũng chia tay với Trang. Vì cuộc sống giữa anh và Trang á, là hoàn toàn khác biệt. Chuyện gì anh có thể chịu được, nhưng vô cảm trước nỗi đau của người khác thì anh không thể chấp nhận. Linh. Linh, hồi sáng tới giờ em đi đâu? Anh điện thoại cho em suốt, em không bắt máy là sao? Em đi khám bệnh. Đúng rồi đó, em nên đi khám. Mấy bữa nay anh thấy em cứ cảm cứ ho hoài, để lâu như vậy bị viêm phổi nặng lắm. Hiểu chưa? Em hiểu. Anh Chiều à, khi nào anh và chị Thư lấy nhau vậy? Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi anh chuyện đó? Anh cũng lớn rồi, không cưới bây giờ thì khi nào cưới? Anh cũng muốn cưới chị Thư lắm, nhưng mà chị Thư đồng ý thì mới được chứ em. Anh cầu hôn chưa? Anh cầu hôn xem nó gật đầu chứ. Anh Chiều à, anh lấy vợ đi, em mới yên tâm. Mới nghe la trái thì chị đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài rồi. Gạt nó như vậy cũng không hay lắm. Nhưng nếu không làm như vậy thì làm sao mình biết nó lừa mình? Vậy mà có người cho chỉ là tốt nhất, giỏi nhất, ai lấy được làm vợ là có phước lắm. Thằng ăn đó, nói gì cho mắc nghẹn bây giờ. Có gì? Alo. À, bé Ngọc hả? Ừ, con nghe nè. Ờ, con qua đi, cô đang ở nhà. Ừ. Bé Ngọc tìm con hả? Dạ, không biết cái chuyện gì mà nó nói, nhờ con giúp. Ồ, dạ. Thằng nó qua nó mượn tiền á. Anh đúng là bệnh. Ba thiệt luôn á. Thôi ăn đi. Giấy phép kinh doanh đã có, ngày khai trương em cũng chọn rồi. Anh nói chuyện với chị Hảo chưa? Chưa. Hồi sáng nói chuyện nghiêm túc mà cổ mở miệng ra câu nào cũng muốn móc họng tôi câu nấy á. Có lẽ là hồi sáng em đến không có đúng lúc. Xin lỗi. Em đâu có biết anh với chị đang nói chuyện đó đâu. Yêu nhau mà nói ra cũng khó khăn quá. Để em giúp cho. Cảm ơn. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này cho nó xong.
Linh à, em có chuyện gì giấu anh phải không? Có gì phải giấu đâu anh. Linh ơi, nếu có chuyện gì á thì em phải nói ra để anh em mình cùng nhau mà giải quyết. Đừng có ôm trong lòng như vậy được. Em có biết á, anh phập phòng lo sợ, anh sợ một ngày nào đó em lại bỏ đi nữa. Nếu không có đem biến thái này, cuộc đời của anh chắc vui vẻ, hạnh phúc lắm. Không ai muốn sinh ra mà như vậy đâu. Đó là số phận mà. Cho nên á, em cứ lạc quan và sống vui vẻ là được rồi. Lạc quan, vui vẻ. Đúng, được ngày nào ngày nấy anh nào. Em có biết á, lúc nào anh cũng yêu thương em không? Giờ này mà mấy Ngọc nó chưa tới nữa. Sốt ruột quá. Thiên thần chúng ta tới rồi kìa. Con. Cưng của mày nghe. Thầy ghét quá. Chào bác Hùng và mấy cô mấy chú. Ngoan. Ba ơi, hôm nay mấy cô mấy chú đến đây để xét nghiệm tủy. Nếu ai thích hợp thì sẽ kiến tủy cho anh Dũng. Cha mẹ và bác Hùng cũng phải xét nghiệm luôn. Thấy tôi tới đây là biết rồi cô nương, khỏi cần phải quảng cáo nữa. Tôi không biết nói gì hơn là xin cho tôi một lời cảm ơn chân thành với các anh chị. Anh không cần phải cảm ơn, cứu người là chuyện cần phải làm mà. Xin lỗi các anh chị, ai là người đến đây hiến tỷ? Tôi. Bác sĩ à, nếu thấy tủy của chúng tôi phù hợp với bất kỳ em bé nào cần thì chúng tôi sẽ sẵn sàng. Dạ, đúng như vậy đó. Nếu mọi chúng ta giúp đỡ được một em á thì tốt quá rồi. À, vậy thì hay quá. À, bệnh viện đang rất cần các có tấm lòng như các anh chị đây. Cô ơi, đừng có dội khen tụi tôi. Tụi tôi coi lớn vậy chứ dở lắm. Đang làm theo một cái sự chỉ đạo của một người rất là quan trọng. Bạn Ngọc. Sếp lớn tụi tôi nè. Mắc cỡ. Sợ mắc cỡ chuyện á. Mình giàu có, xinh đẹp. Vậy mà lại bị rủ bỏ không thương tiếc. Tôi hận anh. Không, tại bà đã xúi dục để anh Tiến bỏ mình. Mình phải đi tìm bà ấy. Để hỏi tại sao lại như vậy. Anh đi uống trà với bạn nghe em. Dạ. Hai đứa nhỏ này táo lê thì còn lại không thích. Thích ăn mấy trái ổi này. Lại quên cái gì nữa đây? Ủa? Trang, Trang sao vậy? Tôi không gặp anh Tiến. Sao lại nồng nặc mùi rượu vậy? Đi qua đây. Bà giấu anh Tiến ở đâu?
Tiến nó không có ở nhà. Tôi muốn gặp anh Tiến. Tiến nó không có ở nhà. Sao sai xỉn dữ vậy nè? Hả? Sai xỉn như vậy, đi xe máy nguy hiểm lắm. Uống miếng nước trà đi con. Nè, uống miếng đi. Bác kêu bác pha nước chanh cho. Sao vậy? Ở đây, bác đi pha nước chanh cho uống. Nè, uống miếng cho giả rượu. Nha. Đi. Tôi còn uống. Tại sao? Tại sao bà lại chia rẽ tôi với anh Tiến? Cháu nói gì vậy? Hả? Có chuyện gì? Món ăn gì bác gọi cho? Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Đưa ra đây cho bác. Bà đột độc ác. Không có anh Tiến, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Cháu nói gì vậy Trang? Bà giết tôi đi. Cái gì vậy? Bà ghét tôi như vậy thì bà giết tôi đi. Cái gì vậy? Cháu buông ra đi. Đồ nói láo. Mà tỉnh lại đi. Tôi không có ý. Tôi không có cố ý. Trang, 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 ủa, em sao vậy? Em có sao không? Dạ con nghe. Hả? Không sao đâu. Người hiền lành nha em, chắc chắn người ta phù hộ. Ba. À, con. Má sao rồi ba? Ba cũng biết nữa, chưa thấy bác sĩ ra. Vui lòng cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân à? Tôi đây. Bệnh nhân đang cần tiếp máu gấp. Cho tôi hỏi là trong nhóm mình ai có nhóm máu A cộng à? Còn nhóm máu B. Con không nhóm máu B. Bây giờ sao? Tôi máu A cộng nè. Vậy mời anh theo tôi. Rồi mời anh đi lối này. Cảm ơn con. Bà yên tâm đi. Con giúp được gì cho bác gái á, con sẽ giúp thôi. Mà anh đi lối này. Alo, số là Trang Minh Hà xin nghe. Chị Thương hả? Vậy sao? Dạ, đem chuẩn bị đồ bà bổ cho ảnh ha. Ơn trời, em về nhà rồi. Em định tí nữa sẽ vô thăm bác. Để mai,
bác vẫn chưa tỉnh à? Dạ, vậy ngày mai cũng được. Chào anh. Ai vô bệnh viện vậy Châu? Dạ, bác Nhã. Bác Nhã bị gì? Bị người ta đâm. Không ngờ cô ấy dám làm như vậy. Dì bị sao vậy? Chắc bao tử không khỏe, chắc phải đi khám quá. Chuyện đó Châu có định nói cho ba Châu nghe không? Đừng, nếu ba biết sẽ cuốn lên nữa đó. Ba, ba, con có chuyện nói với ba. Vết thương làm tổng cột, bác sĩ đã cắt một đoạn ruột khá là dài vì phát hiện khối u. Họ đang sinh khiết, xem kết quả như thế nào. Còn vô với mày. Chắc chắn đó là khối u lành. Má sẽ không lâu với tụi con. Má khỏe hơn chưa? Má không sao. Ba con đâu? Anh đây. Anh khóc hả? Đâu có. Tại anh buồn ngủ quá cho nên cay mắt. Tiếng à, còn đừng có trách Trang nha. Nó không có cố ý đâu. Nghe lời má. Dạ. Không lẽ mình có thai? Má thay đổi nhiều chưa má? Đã nhiều rồi. Chị có dám tới đây gặp má tôi nữa hả? Con đi ra ngoài cho má nói chuyện với chị Trang một chút. Má à, nghe lời má đi. Vô đi. Con ngồi ở ngoài, nếu có gì thì má nhớ la lên liền nha. Đi ra đi, được rồi. Thư. Cháu lại đây. Cháu ngồi xuống đi. Bác ơi. Cháu ngồi lên đi.
Thật tình, bác thương cháu như là con ruột của mình. Bác không có trách hờn gì cháu hết. Lúc đó cháu như bị điên. Bác biết, khi phải mất một người mà mình vô cùng yêu thương thì khổ lắm. Nhưng sống cả đời với người không yêu mình thì còn càng khổ hơn. Cháu phải thông cảm cho Tiến. Trên phương diện thì cháu rất tốt với Tiến, nhưng còn nhiều điểm đối nghịch nhau. Nỗi đau thì sẽ đi qua nhanh thôi. Bác tin một ngày gần đây cháu sẽ tìm được người thích hợp với mình. Không có anh Tiến chứ cháu chết. Bác biết, nhưng khi mình yêu, thấy người mình yêu tìm được hạnh phúc thì mình phải vui. Cũng như Tiến, nó sẽ vui khi thấy cháu hạnh phúc. Kính xin Phật Tổ Như Lai, Phật Bà Quan Âm phù hộ cho vợ con là Nguyễn Thị Hòa Nhã, tuổi Nhâm Thìn, được tai qua nạn khỏi, chuyện dữ quá thành lành. Con xin đăng trai niệm Phật, tu tâm tích đức, sửa đổi tánh tình. Linh ơi, Linh, Linh. Chuyện gì gấp vậy anh? Em định đi đâu vậy? Em anh không có cho em đi đâu hết á. Em đi thăm bạn á mà anh. Em đừng nói dối anh nghe chưa. Lá thư đó là cái gì? Linh à, dù có xảy ra chuyện gì á, anh cũng không bỏ em đâu. Trời ơi, tại sao bao nhiêu năm nay tôi cũng biết trân trọng, giữ gìn, tới giờ có chuyện rồi mình mới biết hoảng hốt. Nhã, em tha thứ cho anh nha. Anh sợ mất em. Nghe những lời em nói, em đi cũng vui rồi. Đừng nói bậy mà. Những lời bác sĩ nói em nghe hết rồi. Không có gì phải hối tiếc. Em sốt. Ngày mai nó kết quả xét nghiệm, chắc em bị dính quá. Em cứ sốt ho tiêu chảy kéo dài, làm sao bây giờ anh? Dù chỉ còn 1% cơ hội á, em cũng phải hy vọng. Em có vài người bạn khi biết mình bị nhiễm, bị gia đình ruồng bỏ, phải sống lê lết dưới gầm cầu, cơ thể bị lở lét, ghê lắm anh à. Em thà chết còn hơn. Em đừng có nói bậy. Có chuyện gì mà mặt hai anh em có vẻ căng thẳng quá vậy? Đâu có gì đâu chị.
Chị ngồi chơi với ảnh nha. Có chuyện gì vậy anh? Con nó ngủ mấy tiếng rồi, không biết có sao không nữa. Bác sĩ nói sức khỏe con rất tốt. Chắc là tại nó căng thẳng mà lo lắng quá, để cho con nó ngủ cho lại sức. Em cũng đừng có lo lắng. Bé Ngọc sẽ không sao, Dũng sẽ khỏi bệnh. Ơn nghĩa này không biết làm sao mà trả được. Không có cần phải cảm ơn đâu, chỉ cần thằng Dũng nó khỏe vậy là tốt rồi. Bé Ngọc á, suốt từ nhỏ đến lớn nó đọc toàn là chuyện tâm hồn cao thượng không à. Lúc nào nó cũng muốn nó làm được chuyện tốt. Lần này nó làm được chuyện này chắc là vui lắm. Coi có gì cần, mẹ con em cứ gọi cho anh. Anh phải biết mẹ con cổ cần cái gì chứ. Tôi chỉ muốn con tôi được vui vẻ, hạnh phúc. Như vậy là được rồi. Lâu lâu thỉnh thoảng thì chỉ cần anh ghé thăm nó. Con bé nó khờ lắm. Mấy bữa nó chạy về nó nói với tôi là nó muốn cạo đầu. Tôi mới hỏi lý do tại sao. Nó nói nó không có muốn mấy bạn ở trong bệnh viện nhìn thấy cái mái tóc của nó rồi buồn. Vậy mà tôi đã bỏ mặc nó bao nhiêu năm, tôi không xứng đáng làm cha. Lỗi này là lỗi tại em. Em ghen tuông mù quá. Thôi, đừng có nhắc tới chuyện cũ nữa. Từ nay về sau á, trước mặt con cái mình phải vui vẻ với nhau, hòa thuận với nhau. Anh có dành cho mẹ con em một căn nhà. Hôm nào rảnh em hẹn anh, mình đến văn phòng luật sư làm thủ tục sang tên. Không cần đâu. Cần chứ,